Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Đồng Nai Quê Tôi. Ngày hôm nay ngày 30 tháng 1 năm 2023, tức là ngày mùng 9 Tết. Ngày mai sẽ là ngày vía thần tài quý vị và các bạn. Vào buổi tối ngày hôm nay thì tôi sẽ quay dọc khu vực thành phố Biên Hòa để cập nhật tình hình cho mọi người cùng theo dõi. Con đường tôi đang di chuyển là con đường Võ Thị Sáu, hay còn gọi là đường Năm Nối Dài. Và bữa nay thì sẽ di chuyển dọc khu vực địa bàn thành phố Biên Hòa để xem tình hình người dân vui đón Tết, mùng 9 Tết như thế nào. Đi khoảng 100m nữa thì chúng ta sẽ đến khu nhà lầu 5 tầng. Lúc này khu nhà lầu 5 tầng đã xây được trên 20 tầng rồi quý vị. Đây là khu tập trung rất là đông đúc các cái quán ăn như là lẩu tôm Nam Vi, và đặc biệt là quán nước, quán gen. Hiện nay khu này xuất hiện một số quán cà phê. Đây cũng các bạn có thể thấy là quán cà phê Vào Bắn và quán Visa Comedy. Kế bên là Texas Chicken. Bên cạnh đó còn có Chà Cá Thu Ẩm quý vị. Ở đây có quán Hồng Kông Điểm Sấm buổi sáng. Ở đây tập trung rất là đông, đặc biệt là sát bên là quán Gen. Đây là quán Gen nè quý vị. Lúc này là 7:30 buổi tối. Và đến góc đèn xanh đèn đỏ này thì tôi sẽ rẽ tay phải để vào đường Hà Huy Giáp. Đường Hà Huy Giáp vào buổi tối hiện nay cũng rất là phát triển. Ở đây mọc một số cái GS25. Và sát khu vực chỗ này vào buổi tối thì bán sữa đậu nành theo kiểu Đà Lạt quý vị. Tập trung cũng rất là đông. Đây là một quán sữa đậu nành nè. Lúc này 7:30 thì chưa có khách. Lác đác có vài khách uống sữa đậu nành theo kiểu Đà Lạt ở đây. Đây thì có nhà hàng Cua Cà Mau. Hiện nay đường Hà Huy Giáp vào buổi tối xuất hiện những quán đậu nành. Khu công viên ở đây cũng được trang trí đèn lên rất là lung linh. Buổi sáng thì ngay góc phía bên tay trái màn hình quý vị các bạn, chỗ này có bán bánh bò thốt nốt của Mỹ Hoa cũng rất là ngon. Buổi chiều thì họ sát bên bán cơm chiên. Và trước màn hình quý vị các bạn là vòng xoay Biên Hùng, vòng xoay đồng hồ quý vị. Công viên Biên Hùng sau khi phóng rộng và cho xe gửi thì lúc này thì người dân họ gửi xe ở đây cũng rất là nhiều quý vị. Sắp tới sẽ xây trung tâm thương mại Tín Nghĩa Plaza hoàn thành xong thì đây là một địa điểm rất là hot tại thành phố Biên Hòa. Bây giờ tôi sẽ di chuyển vào đường Hưng Đạo Vương. Đây là con đường được trang đèn rất là lung linh vào buổi tối.
Đây quý vị có thể nhìn thấy là hai bên được răng đèn màu trắng rất là đẹp. Và khu vực này buổi tối có bún đậu, mắm tôm, cơm heo quay. Phía góc chỗ này thì có một số quán cà phê và xuất hiện một quán mới là cơm thố Trường An. Cơm thố ở đây giá từ 20.000. Và một địa điểm rất là quen thuộc với người dân Biên Hòa đó là bánh kem siêu siêu. Con đường tôi đang di chuyển là con đường Phan Đình Phùng, và tại đây nổi tiếng hay còn gọi là ngã Ba Thành. Ở đây có hộp vịt lộn Phung Hà rất là nổi tiếng quý vị đây. Phía bên tay trái màn hình quý vị đây. Rất là đông. Đường Phan Đình Phùng thì ngày xưa có một số quán hủ tiếu như là hủ tiếu đen nằm sát bên cà phê 39 này quý vị, rất là nổi tiếng. Quý vị ở xa quê hương có thể nhìn lại những hình ảnh như thế này để có thể gợi lại cho mình những kỷ niệm. Đây ngày xưa có phở Tứ Hải nè quý vị. Phở Tứ Hải ngày xưa cũng rất là nổi tiếng. Và con đường này cũng có một tiệm vịt quay Hạnh Phúc, là trong số những cái quán vịt quay nổi tiếng nhất tại thành phố Biên Hòa. Đây vịt quay Hạnh Phúc nằm ở đây nè quý vị. Ngày hôm nay không có bán. Tiếp theo thì tôi sẽ di chuyển vào đường Cách Mạng Tháng 8. Đường Cách Mạng Tháng 8 này quý vị đi thẳng thì chúng ta sẽ ra hướng Cầu Gành. Còn đi ngược lại thì chúng ta sẽ đi ra khu vực đường đi ra đường Huỳnh Văn Nghệ. Đó là hướng đi vào Bửu Long. Ở đây trước màn hình quý vị các bạn, nhà thờ Biên Hòa. Nhà thờ rất là đẹp quý vị. Hiện nay thì dọc khu vực nhà thờ Biên Hòa xuất hiện rất là nhiều người ăn xin tại đây quý vị. Vào buổi tối họ ra ngồi ở đây rất là nhiều. Còn phía bên tay phải màn hình quý vị các bạn là trường quốc tế. Đây là bệnh viện Biên Hòa ngày xưa quý vị. Con đường chúng ta đang di chuyển là con đường 30 tháng 4. Hướng này chúng ta đi thẳng sẽ đi ra quảng trường Sông Phố. Lúc này thì
địa bàn thành phố Biên Hòa đã có tên đường và các cái khu vực hẻm bên trong đều có số hẻm với quý vị. Do hiện nay có Google Maps thì họ định vị theo cái số hẻm cũng như tên đường nó sẽ dễ. Đi một đoạn nữa thì chúng ta sẽ ra trở lại vòng xoay Biên Hùng. Ở đây khu vực trung tâm thương mại Tín Nghĩa La Gia cũng đang là xây dựng và sắp hoàn thành. Và đến đây tôi xin phép dừng video ở đây. Hẹn gặp lại tất cả quý vị các bạn ở những video tiếp theo. Nhân dịp năm mới, kính chúc tất cả quý vị các bạn một năm mới an khang thịnh vượng, bình an, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống.